Và ngày hôm nay chúng ta thấy không khí Giáng sinh đã chan hòa trên khắp các nẻo đường đối với mọi quốc gia, mọi dân tộc, không còn phân biệt ngôn ngữ, không còn phân biệt sắc tộc. Và khi nói đến lễ Giáng sinh thì luôn luôn đem đến cho con người niềm vui. Tin mừng Chúa Giáng sinh đã phần nào xóa đi những nỗi buồn, những cô đơn và những thất vọng ở trong cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong mùa Giáng sinh năm nay, có lẽ đối với niềm vui của cơ đốc nhân tại Việt Nam, trong đó có những cơ đốc nhân tại Hải Phòng, đó là chúng ta được nhóm lại tập trung. Trong khi nhiều quốc gia ở trên thế giới đang trong vùng dịch COVID, không thể nhóm lại tập trung được. Và chúng tôi nhìn nhận đây cũng là một ơn phước mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta cũng cùng nhau để tìm hiểu, vậy thì Chúa Giêsu là chủ nhân của mùa lễ Giáng sinh, Ngài Giáng sinh để làm gì? Và nếu như Chúa Giêsu Giáng sinh cho cả thế giới, thì sự Giáng sinh của Chúa Giêsu có liên quan gì đến cuộc đời của tôi? Kính thưa Hội Thánh, thưa quý vị, Giáng sinh về đem theo những không khí vui mừng, bình an. Và niềm vui từ tin mừng Chúa Giáng sinh đã xua đi sự đau đớn, những sự lo lắng của con người. Và trong hơn một năm qua, thế giới đã gặp không ít khó khăn do dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Và cuộc sống của nhân loại vốn đã đầy những khó khăn thì nay lại chồng chất và chúng ta bị chìm ngập ở trong nỗi sợ hãi. Dẫu biết rằng lo lắng cũng không thay đổi được hiện trạng của cuộc sống, nhưng con người cũng không có cách nào để có thể thoát ra khỏi những lo lắng. Và Thánh Kinh cho biết rằng sự lo lắng của chúng ta cũng không làm cho đời người dài thêm một khắc. Vậy thì có cách nào để giúp cho chúng ta sống an vui với những năm tháng ở trên đất và chúng ta tìm thấy niềm vui thật cho cuộc đời của mình? Kính thưa Hội Thánh cùng quý vị, sự bình an đó là một nhu cầu của chúng ta khi sống giữa một thế giới đầy bất an. Cho dù khoa học ngày hôm nay có tiến bộ đến đâu và đời sống, mức sống của chúng ta được nâng cao, nhưng chúng ta vẫn chưa chế ngự được những lo lắng ở trong đời sống. Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng tiền không mua được sự bình an. Và chúng ta không chỉ sống ở trong một thế giới đầy bất an, nhưng tự trong lòng của chúng ta cũng đối diện với rất nhiều những sợ hãi. Có nhiều người sợ leo lên cao, có nhiều người sợ di chuyển bằng máy bay. Dẫu thống kê cho biết rằng hãng hàng không di chuyển bằng máy bay thì cái tỷ lệ rủi ro thấp nhất trong các phương tiện chuyên chở, nhưng có nhiều người vẫn sợ và không dám một lần bước lên. Vậy thì tự trong lòng của mỗi người đều có những nỗi sợ. Trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh thì có những người chăn ở trong miền, họ thức đêm để canh giữ bầy chiên. Và Kinh Thánh ghi chép lại rằng khi có thiên sứ của Chúa hiện đến thì họ rất là sợ hãi. Và thông điệp mà các thiên sứ đã truyền cho những người chăn trong đêm hôm đó là đừng sợ. Vì sao? Bởi vì ta báo cho các ngươi một tin lành. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Kính thưa quý Hội Thánh, thưa quý vị quan khách, chắc chắn năm qua chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những bất trắc, những điều do dịch bệnh gây ra. Và con người đang đi tìm một cái câu hỏi rằng vậy thì ở đâu đem đến sự bình an? Sự bình an có đến từ thế giới này chăng? Và dẫu biết rằng chúng ta không muốn sống với sự lo lắng sợ hãi, nhưng làm cách nào để chiến thắng được sợ hãi ở trong đời sống? Thánh Kinh có chép, những kẻ ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ, Chúa hằng hữu phán vậy. Khi con người sống trong tội lỗi thì con người không thể nào kinh nghiệm được sự bình an. Trong khi con người đang sống ở trong sự bất an lo lắng thì sự Giáng sinh của Chúa đã đem đến cho thế giới một thông điệp
đó là Chúa đến để đem bình an cho người. Các thiên thần đã ca mừng Thiên Chúa trong đêm Ngài sinh ra. Và đó là bài ca bất hủ. Và mỗi một mùa Giáng sinh về thì bài ca đó lại được vang lên. Bài ca của thiên thần ngắn lắm, chỉ có hai câu đối, đó là sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao và bình an dưới đất, ân trạch ban cho con người. Kính thưa Hội Thánh, Chúa Giêsu đã đến để đem bình an cho thế giới. Điều mà chính tổ phụ chúng ta và chúng ta đã đánh mất thì Chúa Giêsu đã đem đến. Đó là Ngài đem sự bình an từ thiên thượng đến với thế giới loài người để đem cho con người hy vọng và được cứu ân. Kính thưa quý Hội Thánh, nếu như thế giới này có bình an, vậy thì tại sao con người luôn sống trong lo lắng và sợ hãi? Có lẽ bây giờ chúng ta hỏi quý ông bà, anh chị em có những lo lắng nào? Có lẽ chúng ta phải kể ra đến một danh sách. Chúng ta lo sợ khi đi ra ngoài đường, rồi chúng ta lo sợ khi đến chỗ đông người, vân vân. Có nhiều người có những cái nỗi sợ rất là kỳ dị. Nhiều khi là sợ một con côn trùng. Vậy thì những cái sự sợ hãi nó đã chế ngự con người từ xa xưa. Và con người không thể nào tự chiến thắng được điều đó. Thánh Kinh cho biết từ buổi ban đầu, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới này và loài người là tạo vật cao quý nhất. Ngài sáng tạo nên mọi sự đều rất tốt lành. Nhưng cũng từ buổi ban đầu đó, tổ phụ của chúng ta đã bất tuân lời Thiên Chúa, nghe theo lời của ma quỷ và kể từ đó tội lỗi đi vào trong thế gian. Tội lỗi đã cướp mất sự bình an của con người. Và Kinh Thánh cho biết ma quỷ chính là kẻ cướp, giết và hủy diệt. Nó đã đem đến sự lo lắng và con người từ thời tổ phụ của chúng ta là Adam, Eva cho đến ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sống dưới quyền lực của tội lỗi. Kính thưa quý vị, con người chúng ta tìm mọi cách để có bình an. Chúng ta mua bảo hiểm, chúng ta trong khi khó khăn thì nghĩ rằng có lẽ khi tôi trở nên giàu có, tôi sẽ có bình an. Nhưng quý vị thử hỏi những tỷ phú rằng bao nhiêu người trong họ có bình an thật? Tiền bạc có đem đến cho chúng ta sự bình an thật hay không? Như tôi đã nói, tiền bạc có thể mua được nhiều nhu cầu cho đời sống, nhưng tiền bạc không mua được sự bình an. Con người chúng ta đang sống ở trong sự sợ hãi. Sở dĩ chúng ta sống ở trong sự bối rối lo lắng, đó là vì chúng ta đã bị cắt đứt khỏi nguồn bình an là Thiên Chúa. Chính vì thế, chúng ta không thể thay thế bằng tiền bạc, không thể dùng kiến thức hay là dùng đạo đức hay việc lành để chúng ta có thể tìm kiếm sự bình an cho đời sống. Kính thưa quý vị, sự bình an không có nghĩa là không gặp phải thử thách, hoạn nạn. Nhưng phải chăng khi đi qua những hoạn nạn trong đời sống, chúng ta mới kinh nghiệm hết thế nào là giá trị của bình an? Có một cuộc thi vẽ tranh về chủ đề bình an. Và có rất nhiều họa sĩ đã đem tác phẩm của mình đến dự thi. Và sau đó, ban giám khảo đã quyết định chọn ra 3 bức tranh sáng giá nhất vào vòng chung kết. Và 3 bức tranh đó có nội dung như thế này. Bức tranh thứ nhất, người họa sĩ vẽ về một cảnh đồng lúa, một đồng lúa rất là xanh tươi và có những con trâu đang gặm cỏ, xa xa thì có những đàn cò. Nhìn vào khung cảnh đó thì rất là an bình. Rồi bức tranh thứ hai thì người họa sĩ lại vẽ khung cảnh của mặt hồ mùa thu, nhìn rất là phẳng lặng và nhìn cảnh này cũng đem đến gợi nhớ cho con người thấy là phải chăng sự bình an là như khung cảnh này. Nhưng bức tranh thứ ba thì người họa sĩ lại vẽ đó là có một chú chim non đang ở trong một khe đá và ngoài biển khơi thì biển vẫn cứ sóng gió ồn nổi sóng ồn ào và các lượn sóng thi nhau đập vào gành đá. Nhưng mà trong cái khe đá đó chú chim vẫn yên bình. Và sau đó ban giám khảo đã quyết định rằng
trao cái giải nhất cho bức tranh này. Và ở đây ban tổ chức muốn gửi gắm rằng sự bình an mà chúng ta muốn có đó là trong những khó khăn của cuộc đời, khi phải trải qua những biến cố mà chúng ta vẫn có được bình an. Chứ không phải là khi đời sống không có sóng gió thử thách. Nếu như không gặp phải hoạn nạn thử thách thì có lẽ ít ai trong chúng ta cũng quan tâm đến chúng ta cần sự bình an. Chúa Giêsu đã đến để đem sự bình an cho thế giới này. Và Ngài cũng để lại sự bình an đó cho chúng ta. Sự bình an đó dành cho những người nào tiếp nhận Chúa Giêsu. Bình an thật đó là khi một người được sống ở trong mối quan hệ với Thiên Chúa là nguồn của sự bình an. Điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị, đó là Chúa Giêsu Giáng sinh, Ngài đem sự bình an đến cho con người. Chúa Giêsu chính là Chúa bình an. Tiên tri Ê-sai đã dự ngôn trước về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu khoảng 700 năm. Lời tiên tri chép như này: vì có một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài, danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Chúa Giêsu Giáng sinh đã đem đến cho thế giới một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên thanh bình. Và Chúa đến đem lại sự hòa thuận giữa người và trời. Sự ngăn cách trước đây đó là do tội lỗi đã ngăn cách giữa con người với Thiên Chúa. Nhưng nay qua Chúa Giêsu thì cây cầu đã được mở ra và con người đã được quay trở về để làm hòa với Thiên Chúa. Kính thưa Hội Thánh, thưa quý vị, có lẽ thông tin chúng ta đón nhận mỗi ngày, tin vui có, nhưng tin làm chúng ta buồn thì nhiều hơn. Và hậu quả của tội lỗi, một trong những điều mà tội lỗi gây ra đó là nó làm cho chúng ta sống ở trong sự sợ hãi. Nhưng tin Chúa Giáng sinh đó là một tin lành, vì ngày hôm nay Chúa cứu thế của thế giới đã ra đời. Chúa đem đến sự bình an cho thế giới và Ngài đem đến sự bình an cho chính chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Lời Chúa phán rằng Ngài đến để cho chi ân được sự sống và sự sống dư dật. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm. Và Ngài đến không phải để chỉ cho chúng ta phương cách tự cứu mình khỏi tội, nhưng Ngài đã dâng chính mạng sống của Ngài làm giá chuộc tội cho chúng ta. Và lời của Chúa Giêsu mời gọi rằng: hỡi những người mệt mỏi và nặng gánh ưu phiền, hãy đến với ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Chúa Giêsu không chỉ cho chúng ta cách để chiến thắng sự lo lắng, nhưng chính Ngài đã gánh thay sự lo lắng đó cho chúng ta. Tác giả của một đầu sách nổi tiếng, Quẳng Gánh Lo Đi Vui Sống, có đưa cho độc giả một bí quyết để chế ngự sự lo lắng. Đó là ông nói rằng, hãy làm cho mình trở nên bận rộn, không còn thì giờ để suy nghĩ về những lo lắng của cuộc sống nữa. Dầu chúng ta không muốn nghĩ đến những sự lo lắng hay là dùng sự bận rộn để có thể tạm quên đi, nhưng mà sự lo lắng bất an vẫn còn đó. Giống như khi cơ thể chúng ta bị bệnh thì cái điều cần nhất là chúng ta phải được chữa bệnh. Không phải là chúng ta không nghĩ đến bệnh tật nữa, chúng ta quên nó đi là bệnh tật sẽ hết. Trong đời sống của con người, chúng ta có lẽ cũng đã tìm đến những cái nơi vui, những cái chốn đông người để làm thế nào mong cho mình có được niềm vui. Nhưng niềm vui đấy cũng rất là mong manh. Có thể đối với nhiều người buổi tối hôm nay đến đây dự lễ, quý vị cũng sẽ trở về, rồi những gì quý vị cảm nhận thấy ở đây cũng sẽ để lại ở đây, khi mà trong lòng của chúng ta vẫn còn những khoảng trống, sự lo lắng vẫn còn đang chế ngự đời sống của chúng ta. Chúa Giêsu không dạy con người hãy quên đi sự lo lắng, nhưng Ngài mời gọi là hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu phiền, hãy đến cùng ta, thì ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Lòng của chúng ta có được bình an chăng? Chúng ta có nhận ra nguyên nhân khiến cho chúng ta đang sống ở trong sự lo lắng? Nếu chúng ta nhận ra nguyên nhân làm cho mình lo lắng,
thì xin chúc mừng quý vị vì Chúa Giêsu đã đến để giúp chúng ta chiến thắng sự lo lắng và bất an. Khi chúng ta nhận ra tình trạng của mình, đó là bước đầu để giúp chúng ta nhận lấy giải pháp mà Chúa Cứu Thế đã làm cho chúng ta. Thưa quý vị, để có bình an thật, điều cần hơn hết đó là chúng ta cần tìm đến với Thiên Chúa là nguồn bình an. Chính Ngài đã giáng sinh và Chúa được xưng là Chúa bình an. Kính thưa quý vị, trong mọi cố gắng của con người, chúng ta không thể tự cứu được mình. Nhưng Chúa Cứu Thế đã đến để cứu con người. Ngài không chỉ ban cho bạn một con đường, nhưng Chúa chính là đường đi, là lẽ thật và chân lý. Tại thập tự giá, Chúa Giêsu đã trả xong mọi án phạt tội lỗi cho chúng ta, và Ngài buông tha, và Ngài cho chúng ta được kinh nghiệm sự tự do khỏi tội lỗi. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng mọi sự đã được chọn, hay là giá trả cho tội lỗi đã được thanh toán xong. Đây là một ngôn từ ở tại tòa án. Chúa Giêsu muốn nói rằng tất cả những hậu quả của tội lỗi của tổ phụ chúng ta gây ra và của chính chúng ta đã gây ra thì Chúa Giêsu đã trả xong qua sự chết của Ngài. Để cho chúng ta thực sự kinh nghiệm được, đó là khi chúng ta được làm hòa với Thiên Chúa thì sự lo lắng, sợ hãi hay là hậu quả tội lỗi không còn cai trị cuộc đời chúng ta. Vậy làm thế nào để tôi có được bình an? Trong khi tôi đang đi tìm kiếm sự bình an ở trong thế giới này, nhưng thế giới này không có câu trả lời. Nói đúng hơn là thế giới chúng ta đang sống đây trải qua đầy những bất an, sóng gió trong hơn một năm đã qua. Những cường quốc cũng bị rúng động vì dịch bệnh. Mọi nỗ lực của các nhà khoa học cũng chưa có thể cứu được con người trước đại dịch COVID-19. Và gần đây chúng ta theo dõi thông tin trên thời sự thì dịch COVID-19 chưa chỉ dừng lại ở đó mà nó còn đang biến thể và nó còn trở nên phức tạp hơn. Và cụ thể ở tại Anh thì dịch COVID-19 đã biến thể sang một chủng khác. Trong khi chủng ban đầu, các nhà khoa học chưa có thể sản xuất được vaccine để cứu giúp con người, thì bệnh tật chưa dừng lại ở đó, dịch bệnh tiếp tục lây lan và nó còn biến thể nữa. Đây là một hồi chuông cảnh báo cho thế giới cũng như cho mỗi chúng ta rằng chúng ta đang sống trong một thế giới rất mong manh. Chúng ta cứ nghĩ cuộc sống chúng ta còn dài bởi vì chúng ta còn trẻ, nhưng có bao giờ chúng ta đi thăm các nghĩa trang tại nơi phần mộ, chúng ta sẽ để ý rằng trên đó người ta qua đời ở đủ các hạng tuổi khác nhau. Không phải ai cũng được may mắn qua đời lúc tuổi già. Vân vân, có nhiều lý do làm cho con người phải đối diện với cái chết. Và vấn đề lớn nhất đó là con người lo sợ sau khi mình qua đời sẽ đi về đâu. Kính thưa quý hội thánh, thưa quý vị thân hữu, nhận ra tình trạng của mình là bước đầu để đưa chúng ta đến với Chúa Cứu Thế. Những người chăn chiên trong đêm Chúa Giêsu giáng sinh, họ thức đêm để canh giữ bầy chiên. Và khi thiên thần của Chúa hiện ra với ánh hào quang của Thiên Chúa thì họ rất sợ hãi. Nhưng khi họ nghe được thông điệp từ các thiên sứ báo tin rằng đây là một tin lành, vì ngày hôm nay Chúa Cứu Thế của thế giới đã sinh ra. Và họ cứ nghe theo lời của thiên sứ, lần theo dấu đó đi tìm và gặp được cứu Chúa. Chính những người chăn chiên trong đêm đông khi Chúa Giêsu giáng sinh, họ là những người được phước vì là những người đầu tiên được tận mắt thấy hài nhi Giêsu. Và họ đã trở về, Kinh Thánh ghi chép lại là họ trở về làm sáng danh Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, y như lời thiên sứ đã báo cùng mình. Thưa quý vị, hơn 2.000 năm qua, trên khắp thế giới thì có hàng tỷ người đã đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Và cuộc đời của họ cũng đã thay đổi từ sống ở trong sự lo lắng, sợ hãi. Họ lo sợ về tương lai, họ sợ về những điều bất chắc có thể xảy ra. Nhưng khi đến với Chúa Giêsu thì cuộc đời của họ đã được thay đổi. Rất nhiều cuộc đời đã được kinh nghiệm thế nào là sống trong bình an thật.
Còn buổi tối hôm nay, quý vị thì sao? Quý vị đến đây với chúng tôi trong niềm vui của ngày lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Nhưng lòng của chúng ta có thực sự đang được vui mừng hay không? Lòng của chúng ta có đang được bình an thật hay không? Chúng ta có đang gắn kết với Thiên Chúa là nguồn của sự bình an và chính Ngài là nguồn sống, Đấng đã ban sự sống cho chúng ta và ban hơi sống cho mọi vật, mọi loài. Có điều gì đang ngăn trở chúng ta đến với Chúa thế? Kính thưa quý vị, sự Giáng sinh của Chúa Giêsu đó là một sự kiện trọng đại. Nó là sự kỷ niệm Chúa cứu thế vì yêu thương con người. Ngài bằng lòng từ bỏ ngôi trời cao để Giáng sinh làm người, cuối cùng để chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta. Và vì yêu thương chúng ta sống trong đau khổ tuyệt vọng, nên Thiên Chúa đã bằng lòng từ bỏ ngôi trời, hạ giáng làm người để tìm người và cứu người. Chính Chúa Giêsu đã phán rằng, bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị mất. Kính thưa quý vị, thế giới này không đem đến sự bình an thật cho chúng ta. Và tự trong lòng của chúng ta cũng có nhiều lo lắng và tội lỗi đã làm cho chúng ta sống ở trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Chúa Giêsu đã đến để đem sự bình an cho thế giới. Trong đó có quý vị và tôi. Và làm thế nào để chúng ta nhận được sự bình an? Tôi sẽ trở lại với quý vị sau một ít phút nữa.